giờ thấy hai đứa mày yêu nhau thì lâu rồi cưới đi, không phải đợi con mày mà cảm giác không bỏ con mà không lo được, cứ lên đây rồi cưới nhanh quẩy được rồi, đấy, ở dưới đấy không cần phải bây cưới. giờ em bảo là bây giờ em hai đứa em yêu nhau đến với nhau thì thôi, bây giờ em xác định lấy anh còn thì thôi, cả cả cô em không đồng ý thì em bây giờ con không đồng ý cứ lên đây anh chị với anh Hải rồi đứng lên làm nhà gái không cưới bà thôi nữa, có vậy thôi không cần phải ai làm gì ấy, mượn người bạn anh em họ hàng ở đấy lên làm phát biểu là xong. Chị cô bạn đâu đồng ý chị bảo bố mẹ em ở trên này xuống nói chuyện với cô cũng chẳng nể nang ai, cô ấy chửi với cả cô đó lại chỉ càng gì thì... vâng bán kẹo cũng vậy ném thẳng mặt nhà người ta như thế thì làm sao ai chấp nhận được. Chị Sen ơi, có tiền chơi bời với không có tiền ăn uống các thứ đâu có người ấy ơi
Ừ, em phải nhận thứ nguội đã. Thứ nguội đã nhá. Bây giờ cô về là cứ luôn nói chuyện thẳng với bố mẹ anh còn mẹ quay cho cả mình hiểu cả gì. Đấy thì bố mẹ anh còn chấp nhận em, với cả bảo là bây giờ cô kể cả cô không cho cưới ở gì đấy, cô không chấp nhận thì thôi. Cô bố mẹ làm cưới ở trên này là chỉ có ở trên này thôi, còn người đấy chẳng cái gì cũng được, em bảo cái gì cũng được. Xong là cô, nhưng mà cô cứ khăng khăng cô không đồng ý. Tốt nhất là bây giờ là bảo cô là cô muốn cháu cũng không, cháu bây giờ cháu đi lấy chồng, cháu đến tuổi lấy chồng rồi, cháu không ở nhà cháu hầu cô, phục vụ cô suốt đời được. Bảo cô vậy, bảo cô là không, cô cảm thấy khó quá thì cô cứ đi làm sai đi, không đủ tiền ăn tiêu là được, còn nhà cửa để cho cháu lo. Làm sao mà cô ấy như vậy, cô lúc nào cô chỉ bảo cháu cưới thì cháu cưới, cháu không cưới ở đây đâu, cô không phải lo, cháu lên nhà cháu cưới. Không biết làm sao mà cô cứ bảo là không cho em lấy anh còn, nếu mà thích lấy thằng khác thì cứ lấy đi, xong rồi cô gả cho thằng khác cũng được, nhưng mà không cho lấy anh còn, không biết sao. Bà nghĩ là gả mấy đứa nào có tiền để bà ấy, hôm nay bà ngoan móc. Bây giờ em bảo là cô bảo là giấu nhà được thằng con bà đâu ở đâu, cô bảo là em bây giờ em giới thiệu làm sao để em yêu thương được, em phải có tình cảm này kia mới lấy được chứ. Tốt nhất là không phải con, không phải em, không phải con cái của bà nên nó không được theo quyết định của bà, cứ một mình đứng lên. Bây giờ em lớn rồi thì em đến tuổi em có gì không hiểu, không có gì không biết thì cứ bảo chị góp ý cho. Chứ cô mày mà thấy từ xưa nay thì lạ thì cô mày nữa, đã đi tù rồi nhưng mà không hối cải đâu, có biết đâu trên biết đâu dưới đâu, cứ chứng nào cần lấy cho mấy cũng em nào về lại thành em. Xong là bắt đầu chỉ có mơ tiền của em, xong bắt đầu chửi em đánh giờ em nữa. Nhoan tiền đấy mà nếu đâu anh còn bảo cưới có cái một tí mà con gái có cái đồng tiền xoay đi xoay lại, biết chưa? Bố mơ chẳng ai có mà cho đâu, nhưng mà tiền năm mình có để lo cái tình cưới xị của mình ấy, chứ mày đừng có trông chờ con mày gì. Em bây giờ em cũng có bảo này, em trả lời đâu tiền năm thì em chả có rồi, em ở trên này thì anh có em đi làm bao nhiêu thì đưa cho em một ít, em đi chợ này kia thôi, em có đáng cần nhiều tiền thôi, em sợ cô lên là cô đòi. Tao đừng có kệ bài nói nào sao để nói kệ bài. Bây giờ không có là tốt nên không quan tâm, nếu mà cưới trên này của mẹ em còn bảo là cưới. Cứ bảo cô là... kể cả cô không cho em cưới, em cũng học đạo xong là bắt đầu em là em cưới. Thì vậy cứ học xong không quay lại bắt đầu là có chị và anh Hải lo, có gì thiếu thì hay là giúp gì cho anh chị lo cho đi. Chị gọi bà cô lên nữa, vậy thôi. Mà không phải, còn cô mẹ có cũng được, chẳng có cũng được. Cô nó biết điều đâu mà ấy, lên thì xin cái đám cưới, nói không ra nói thì khi hiểu nói. Ôi, ý là nó, ý mẹ lấy quen rồi. Thì bạn thì đúng nhá. Ừ, kệ cô mà. Ôi tai ngược lắm, chị bảo là lúc nào á em mà vừa về nhà phát đã bắt đầu là chỉ còn muốn xin tiền của em. Bảo anh quẩy, em bảo anh quẩy thôi, bảo anh quẩy cô em nói hết anh quẩy cho nó biết. Bảo cô em nó vậy rồi, thôi anh thông cảm cho em các thứ. Bây giờ nói chuyện với mẹ anh quẩy nó dễ hiểu, cô cũng bỏ qua hết mà. Em như thế cô đang chấp nhận được nó thì mẹ đấy em từ trong là cô em thầm bảo là gia đình nhà người ta không tốt này kia thì toàn chửi. Bảo là bây giờ cô bảo đây không phải cháu nhà người không ta, người ta chấp nhận cháu vậy mà người ta mang bánh kẹo xuống người ta hỏi cưới mình đấy, mà kéo thẳng mặt nhà người ta như thế cháu chả nể nang ai gì. Xong rồi bây giờ bà ấy chẳng được cái điểm gì, bây giờ bà càng ngày bà ấy đã già nhưng mà bà ấy cũng hay làm vàng chứ. Đây là từ xưa anh chị biết rồi, cái này mới đặt hạ chị là chị biết rồi. Em tưởng là về là bắt đầu là biết nghĩ cho em có bầu xong cần nói cho công ty cần bảo em ở nhà này kia là có bầu như thế. Chị bảo đấy bầu đấy là bà cứ bầu là đâu ra đây, cô ở đây. Cô như vậy thì em toàn nói rõ như vậy xong rồi cô bắt đầu cô mới nói liên thao liên tiên, cô bảo là chỉ có em ở nhà xong đi hết thằng này kia bắt đầu có bầu như vậy. Ở cô mà ra đấy bảo vậy, bảo cháu có như thế này hay không ở cô hết. Bây giờ cô để thấy cô có đẹp lắm mà cô về cô dạy bảo cháu. Cô chẳng nghĩ cho mày dạy mày biết đơn cho bà ra, chị mà kệ cho bà tù ngập dông cho mày.